Chào các bạn, rất vui khi các bạn quay lại với kênh Làm Việc. Ngày xưa thì nhà nhà người người làm YouTuber, còn hiện tại thì ngược lại, nhà nhà người người làm TikToker. Chính xác là vậy, mạng xã hội TikTok đang rất phổ biến và cực kỳ quen thuộc với mọi người, đặc biệt là với giới trẻ hiện nay. Trên TikTok có rất nhiều video giải trí, hài hước, câu chuyện lôi cuốn vân vân được làm theo xu hướng. Nhưng bên cạnh đó vẫn có rất nhiều video lố lăng, phản cảm liên tục được đăng hàng ngày trên ứng dụng này. Nhưng có một điều các bạn dễ nhận thấy là rất nhiều video có lượt xem khủng, từ vài nghìn đến vài triệu view trên một video. Như vậy lúc này các bạn sẽ nghĩ, nhiều view như vậy thì có kiếm được nhiều tiền không? Và 1.000 view và 1 triệu view TikTok thì được bao nhiêu tiền? Có nên làm kênh TikTok để bật kiếm tiền từ lượt xem video trên TikTok không? Đó là những câu hỏi khó đối với những bạn chuẩn bị xây dựng kênh TikTok. Cho nên trong video hôm nay mình chia sẻ cho các bạn có nên bật kiếm tiền không? Và 1.000 view, 1 triệu view trên TikTok được bao nhiêu tiền? Ok, ngay bây giờ các bạn cùng mình tìm hiểu. Đầu tiên, để muốn kiếm tiền trên TikTok thì các bạn phải có cho mình một cái tài khoản TikTok ở những nước mà nó cho bật kiếm tiền. Và hiện tại những cái tài khoản TikTok tạo tại Việt Nam thì bên TikTok chưa cho bật kiếm tiền. Nếu như các bạn có những cái tài khoản TikTok cũ các bạn tạo đã lâu rồi, các bạn có thể vào phần số dư, các bạn kiểm tra xem nó có phần y công không. Nếu như trong phần số dư nó có phần y công, tức là cái tài khoản TikTok Việt Nam của bạn có thể bật kiếm tiền. Thì để kiểm tra phần số dư của mình, các bạn chọn vào ba gạch phía trên, rồi các bạn chọn vào cài đặt vào quyền riêng tư. Rồi các bạn chọn vào số dư. Nếu như tài khoản TikTok của bạn tạo tại Việt Nam, khi các bạn vào số dư nó có phần in công cộng như thế này, tức là cái tài khoản của bạn có thể bật kiếm tiền. Còn nếu như các bạn vào phần số dư như thế này, nó không có phần in công cộng như thế này, nghĩa là cái tài khoản của bạn không thể bật kiếm tiền bằng lượt xem video. Nếu như tài khoản TikTok Việt các bạn đã tạo lâu rồi thì may mắn nó sẽ có phần in công cộng như thế này. Còn hiện tại khi các bạn tạo tài khoản Việt Nam, những cái tài khoản mới thì đa phần nó sẽ không có phần in công cộng này, để cho các bạn bật kiếm tiền từ lượt xem video. Và để bật kiếm tiền từ lượt xem video, các bạn phải tạo cho mình một cái tài khoản TikTok Hoa Kỳ hoặc là những nước mà nó cho bật kiếm tiền. Và khi các bạn tạo xong, các bạn có thể kiểm tra cái tài khoản của mình, đây có phải là cái tài khoản Hoa Kỳ hoặc là cái tài khoản ở những nước mà nó cho bật kiếm tiền hay không. Các bạn sẽ vào phần công cụ dành cho tác giả. Nếu như tài khoản của bạn nó có phần Retornet như thế này, tức là cái tài khoản của bạn có thể bật kiếm tiền khi các bạn đủ điều kiện. Và khi các bạn có tài khoản, các bạn xây dựng đủ 1.000 ca follow, các bạn chọn vào tham gia. Và các bạn lưu ý, đây là chỉ 1.000 ca follow, các bạn chỉ mới bước đầu tham gia Retornet, chứ các bạn chưa đủ điều kiện bật kiếm tiền. Để đủ điều kiện bật kiếm tiền từ lượt xem video, các bạn phải đủ 10 ca follow, cộng với đó là 100.000 lượt xem trong 30 ngày gần nhất. Có nhiều bạn hiểu lầm, cứ đủ 1.000 ca follow, các bạn chọn vào đây, các bạn hiểu lầm là bật kiếm tiền. Không phải như vậy nha các bạn. Khi các bạn đủ 1.000 ca follow, đây là chỉ cái bước đầu các bạn tham gia Retornet. Còn để đủ điều kiện bật kiếm tiền từ lượt xem video, các bạn phải đủ 10 ca follow và 100.000 lượt xem trong 30 ngày gần nhất. Cho nên các bạn phải hiểu rõ cái điều kiện để bật kiếm tiền. Khi các bạn có tài khoản xong, các bạn xây dựng đủ 1.000 ca follow, các bạn không nên bấm vào tham gia. Vì khi các bạn bấm vào tham gia, nó không có ý nghĩa gì cả. Đây không phải là bật kiếm tiền, đây chỉ là bước đầu tham gia Retornet. Các bạn không nên bấm vào tham gia, mà các bạn nên xây dựng cho cái tài khoản của mình nó đủ 10k follow, nó đủ điều kiện bật kiếm tiền. Rồi các bạn chọn vào tham gia, rồi các bạn tiến hành bật kiếm tiền cho cái tài khoản TikTok của mình. Khi các bạn đủ 10k follow, các bạn làm một lần như vậy, thì khi các bạn bật kiếm tiền, cái tài khoản của bạn nó xác suất nó bị lỗi nó sẽ thấp hơn. Còn khi các bạn mới đủ 1.000 ca follow mà các bạn đã chọn vào tham gia, rồi các bạn làm tiếp đủ 10k follow, rồi các bạn tiến hành bật kiếm tiền. Lúc này khi các bạn bật kiếm tiền, cái tài khoản của bạn nó dễ xảy ra lỗi hơn. Cho nên tóm lại là các bạn nên xây dựng cho nó đủ 10k follow và 100.000 lượt xem trong 30 ngày gần nhất. Rồi các bạn tiến hành tham gia, rồi bật kiếm tiền luôn cho cái tài khoản TikTok của mình. Rồi tiếp tục là mình có nên bật kiếm tiền cho tài khoản TikTok của mình hay không? Mình có nên tạo một cái tài khoản TikTok, mình xây dựng rồi bật kiếm tiền hay không? Thì cái này tùy vào nội dung của video của các bạn. Nếu như các bạn chỉ là một người bình thường, các bạn không phải ca sĩ hoặc là người nổi tiếng, các bạn làm nội dung video của mình hướng về Việt Nam, thì thật sự cái số tiền kiếm được từ cái lượt xem video của người Việt Nam thì nó sẽ ít hơn so với người nước ngoài. Cho nên các bạn cân nhắc kỹ trước khi các bạn xây dựng cái tài khoản TikTok của mình. Nếu như các bạn xây dựng xong, các bạn hướng cho người Việt Nam xem mà mỗi video chỉ vài trăm ca view, thì thật sự các bạn kiếm rất là ít tiền. Thì để xem cái tài khoản TikTok của mình, cái lượt xem nó từ đâu là nhiều nhất, rồi các bạn sẽ phân tích, rồi các bạn thống kê, rồi các bạn sẽ có cái hướng sản xuất video cho mình. Rồi các bạn chọn vào ba gạch phía trên. Tiếp tục các bạn chọn vào công cụ dành cho tác giả. Rồi các bạn chọn vào phân tích.
Rồi tiếp tục tại đây các bạn chọn vào follow. Rồi tại giao diện này các bạn kéo lên. Thì đây mình sẽ lấy cái tài khoản của mình, mình làm ví dụ cho các bạn xem. Thì đây là cái tài khoản mình, cái người Việt Nam là 27%, cho nên việc bạn kiếm tiền từ lượt xem video nó sẽ khá hơn. Nếu như các bạn vào đây mà tài khoản của bạn 100% là Việt Nam thì thực sự khi các bạn bật kiếm tiền, cái tiền kiếm từ lượt xem video nó sẽ rất thấp. Nếu như mỗi video của bạn chỉ vài trăm ca view. Nói tới đây chắc các bạn cũng đã nắm được là mình sẽ hướng tới cái video của mình, hướng cho khu vực nào xem, nước nào xem. Từ đây các bạn sẽ dễ dàng định hướng được là có nên tạo cho mình một cái tài khoản TikTok để kiếm tiền từ lượt xem video hay không. Và khi tạo xong, cái video của bạn sản xuất ra là các bạn hướng cho Hoa Kỳ hay là Việt Nam. Từ đây các bạn dễ dàng hình dung được là có nên tạo một cái tài khoản TikTok để bật kiếm tiền hay không. Rồi tiếp tục là 100k view, 1 triệu view trên TikTok thì được bao nhiêu tiền. Thì như mình nói lúc đầu là tùy theo video của bạn hướng cho cái nước nào xem, Việt Nam hay Hoa Kỳ hay là Anh vân vân. Và tiếp theo là cái độ dài của video. Thì nói chung nó sẽ có hai vấn đề. Thứ nhất là nước nào xem video của mình nhiều nhất. Thứ hai là cái độ dài của video là bao nhiêu. Và cái người xem có xem hết video hay không vân vân. Thì nó sẽ cộng hưởng lại, nó sẽ ra cái số tiền của mình. Thì đây mình sẽ lấy cái tài khoản của mình vừa mới bật kiếm tiền xong. Thì tên mỗi cái video của mình nó kéo dài từ 8 giây cho đến 30 giây. Thì mình sẽ làm ví dụ trên cái kênh mình để cho các bạn dễ dàng tham khảo. Rồi các bạn chọn vào bao gạch phía trên. Rồi các bạn chọn vào công cụ dành cho tác giả. Rồi các bạn chọn vào quỹ tác giả. Và đây là cái doanh thu trên tài khoản TikTok của mình. Và cái tài khoản TikTok của mình vừa mới bật kiếm tiền từ ngày 13 tháng 8. Và mình sẽ lấy doanh thu 6 ngày để phân tích cho các bạn xem là 100k view được bao nhiêu tiền và 1 triệu view được bao nhiêu tiền. Và mình sẽ tính từ ngày 14, do ngày 13 vừa mới bắt kiếm tiền cho nên nó lỡ cỡ. Và ngày 14 cái doanh thu của mình là 6.83 đô, ngày 15 là 7.9 đô, ngày 16 là 4.83 đô, ngày 17 là 4.48 đô, ngày 18 là 3.66 đô và ngày 19 là 3.44 đô. Rồi các bạn quay lại, các bạn chọn vào phân tích. Thì ngay cái phần phân tích này nó sẽ thống kê đầy đủ và tất cả các lượt xem ở trên cái tài khoản TikTok của mình. Các bạn chọn vào 7 ngày qua. Rồi các bạn chọn vào tùy chỉnh. Đầu tiên mình sẽ chọn vào ngày 14 và 15. Rồi cập nhật. Và cái ngày 14 và 15 của mình tổng lượt xem là 2,4 triệu view. Và cái doanh thu 2 ngày này của mình là 14.73 đô. Nếu như dựa vào ngày 14 và 15 này thì 1 triệu view nó sẽ tầm hơn 6 đô. Tiếp tục chọn vào tùy chỉnh. Rồi mình sẽ chọn vào ngày 16 và 17. Và cái ngày 16 và 17 của mình là 1,5 triệu view. Và số tiền mình lãnh được trong 2 ngày này là 9.31 đô. Tiếp tục các bạn chọn vào tùy chỉnh. Rồi mình sẽ chọn vào ngày 18, 19. Rồi cập nhật. Và cái ngày 18, 19 của mình là 1,3 triệu view. Và cái số tiền mình lãnh được là 7,1 đô. Thì nói chung do cái video trên tài khoản TikTok của mình nó tầm từ 8 giây đến 30 giây, cho nên số tiền nó lúc nào nó cũng ngang nhau. Ví dụ như ngày 18, 19 này thì mình nhận được 7,1 đô với lượt xem là 1.3 triệu view. Thì tính ra 1 triệu view thì nó cũng hơn 6 đô. Rồi mình sẽ chọn luôn 6 ngày để phân tích ra là 6 ngày được bao nhiêu, và 1 triệu view được bao nhiêu, và 100k view được bao nhiêu. Rồi ngày 14 cho đến ngày 19. Rồi cập nhật. Rồi trong 6 ngày là từ ngày 14 đến hết ngày 19 thì tổng số lượt xem của mình là 5.2 triệu view với số tiền mình nhận được trong 6 ngày này là 31.14 đô. Thì với cái lượt xem trong 6 ngày và cái số tiền lãnh trong 6 ngày như thế này thì tính là 1 triệu view nó sẽ là 6.2 đô. Nghĩa là độ dài video trên kênh mình như thế này thì 1 triệu view mình sẽ nhận được 6.2 đô. Thì tính là 100k view thì mình sẽ lãnh được 0.62 đô. Như vậy là qua cái phân tích vừa rồi các bạn cũng nắm được 1 triệu view trên TikTok là các bạn sẽ nhận được bao nhiêu tiền. Và 100k view trên TikTok các bạn nhận được bao nhiêu tiền. Thì cái số tiền mình lãnh được nó sẽ tỷ lệ thuận với cái lượt xem, tùy vào cái lượt xem của các bạn ở quốc gia nào và cái độ dài video của bạn như thế nào. Nhưng nếu như cái độ dài video của bạn dài nhưng người xem không xem hết cái thời gian video của bạn thì cái số tiền các bạn lãnh được nó cũng khác. Cho nên qua video này các bạn có thể hình dung được 1 triệu view trên TikTok là bao nhiêu tiền, 100k view trên TikTok là bao nhiêu tiền. Từ đó các bạn có thể định hướng cho nội dung video của bạn hướng đến quốc gia nào và các bạn làm như thế nào và cái độ dài video là bao nhiêu. Và các bạn có nên tạo cho mình một cái tài khoản TikTok để các bạn bật kiếm tiền và các bạn kiếm tiền từ lượt xem video không? Ok, vậy là mình vừa chia sẻ xong cho các bạn cách chúng ta biết được 1 triệu view trên TikTok là bao nhiêu tiền
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ like, subscribe kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Ông Việt.